Ô vãi là sớm hơn. Không xa. Một buổi tối bùng lỏ à? Em biết có lỏ được cái gì không? Hôm nay làm cái ăn mừng đội tuyển xứ Bêu thôi. Thực ra đội này thì cũng không phải mạnh lắm. Lý do là vì nó không có tối ưu được lương. Nhưng ở đây là đội tuyển xứ Bêu tốt nhất rồi. Trong game ở thời điểm hiện tại, đây là đội tuyển xứ Bêu tốt nhất. Giờ phải chơi con hàng nào còn thi đấu á? Khó quá. Team xứ Bêu bây giờ chơi con hàng nào còn thi đấu thì nó khó có cái khả năng mà chơi được trong tựa game này lắm. Bởi vì là kể cả mình có chơi những con hàng huyền thoại, nhét cả Yen Rapp với lại là Ryan Giggs vào thì anh Lê em Đình nhìn này. Dũng đã phang 10 sao vào mặt sếp. Yêm chào sếp mặt cười. Anh em nhìn này. Nó cũng không khít lương. Nói chung là những cái team kiểu xa xôi hẻo lánh như là cái team xứ Bêu này ấy, mà để cho nó khít lương thì rất là khó. Và vào thời điểm này thì không không làm được đó, nó ít cầu thủ trong game là lắm các ông ạ. Đấy, như là tôi chọn ra cái team này là cái team tốt nhất có thể rồi, bởi vì là mình còn phải tối ưu cái câu chuyện là cộng 8 nữa đó. Gunter là cũng mới mua may có anh em bán cho 3,5 củ đó. Sứ Bêu nó chỉ thế này thôi, nhưng mà đây là ăn mừng. Ăn mừng cái chiến tích là được quay lại World Cup sau 64 năm. Và ăn mừng cái chiến tích đấy là do cho thủ tướng mõm Zinchenko ở nhà. Đó, rất là vui anh em. Cho nên là mới có xuất hiện cái team này. Ngày hôm nay cũng là cái ngày mà mới đấy nhỉ, mới reset xếp hạng xong được hôm, chắc là đá khó lắm. Nếu mà con sứ bêu này ấy, anh em làm thì có thể là nâng lương nó lên bằng cái cách là thay những cái vị trí như của là Ben Davies bằng những cái mùa xịn hơn như mùa EBS các thứ chẳng hạn. Như thế thì lại hơi khó để có được con cậu 8 với Ben Davies. Đó, nó kiểu như thế cho nên là như này là khá mắc bêu rồi. Hoặc là cái vị trí của thằng Brook kia là anh em có thể thay bằng Joe Allen. Joe Allen ở những cái mùa mà nó cao cao một chút, nhưng mà Joe Allen thì nó cũng chỉ lương 19 ấy. Đó. À, không lấy gig icon, lấy gig icon trong game có đâu. Bây giờ em vào em check gig icon trong game có đâu. Em chơi server nào, em ở vũ trụ nào thế? Vũ trụ 616 hay là 848 để biết đường nào. Gig lấy đâu ra icon? Sao con Hennessy không lấy EBS cộng 8? Nếu mà mùa EBS mà gà rán cho mượn cộng 8 ấy thì anh em top VIP ý kiến lắm, nên là thôi. Vì là những cái streamer như tôi ấy, thì gà rán thì cũng cho mượn đấy. Thế nhưng mà mượn EBS mượn cộng 5 thôi. Nếu bây giờ ấy, anh em top VIP người ta còn chưa có sở hữu cái con EBS cộng 8 đó mà mình lại đi mượn về mình đá, mình phá danh các thứ thì nó cũng là cái câu chuyện anh em phải nhìn mặt nhau thế thôi. Anh mọi người có hiểu ý không? Bây giờ mà các streamer, content creator chả nạp đồng nào mà lại cầm cầu thủ nó xịn quá thì nó cũng không hay ho gì đó. Thế là anh em hiểu ý chứ gì. Thế cho nên là hoàn toàn là có thể mượn những cái con như là EBS cộng 8, nhưng mà không nên, thì mượn cộng 5 thôi. Những cái con lẩm lẩm như kiểu Ben David mùa cũ này thì thôi mượn cộng 8 ok, không vấn đề gì đó. Đó, thì mỗi tuần thì mình chỉ được mượn có 10 con, cho nên là mình mới phải đầu tư con Gunter này 3 tỷ rưỡi. 3 tỷ rưỡi mà chỉ số yếu vãi cả nhái, nhưng mà nó hiếm không? Nó hiếm không? Không mua thì cũng chả làm gì được, nó phải đầu Nguyễn tư Duy thôi. Mạnh đã phang 50 sao vào mặt sếp. Cộng Hello 7. A. Cộng 7 cho nó đỡ ngu. Nhét vào team cho nó đỡ bị phèn. Thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xếp đội hình. Thì team này thì nó cũng có một cái rất hay, đấy là nó không có CDM không ạ. Cho nên là thôi đá hai con CM nhá. Đó. Còn đội hình thì cũng chưa biết xếp thế nào cho nó ngon cả. Chắc thì cứ đá kiểu cổ điển sau 64 năm. Ăn mừng đá kiểu cổ điển 442 vậy. Gareth Bale bây giờ mà không cho đá tiền đạo nó hơi phí. David Moyes à? Thầy Moyes, ok. Nhờ thầy, chăm sự nhờ thầy. Thầy Moyes, chuyền chính xác, đó là chuyền sệt. Rồi, xong rồi, team xứ Bêu thế là xong rồi. Team này là team tốt nhất của xứ Bêu, không còn cái gì gọi là tốt hơn đâu. Bởi vì cái đội này nó thế, đội này khó có cái gì ngon hơn.
Bây giờ với team xứ Bale thì có lẽ là chúng ta cũng phải lựa chọn những cái phương án nó khá khác một chút, đá chậm chậm thôi. Rồi, chiến thuật đơn. Rồi ok, chắc thế này đấy anh em, chắc thế này thôi. Càng ít can thiệp vào càng tốt, vì khi mà mình chưa biết những cái con này AI thế nào, thói quen thi đấu nó thế nào thì mình bấm quá nhiều tùy biến cho nó thì có thể nó càng ngu, càng phản tác dụng. Joe Allen thì không mượn được cộng 8 em ạ. Cái nữa là Joe Allen mùa tốt nhất của nó thì nếu mà cộng 5 thì nó còn không bằng con Brock New Gen cộng 8 nó còn ngon hơn con Joe Allen. Mua Joe Allen cũng được thôi nhưng mà nó không có gì hơn cả. C Ramsey có cái máy cẩu. Ui yeah. À, anh chào bốt nha. Bốt nay lại ngồi xem chim à? Lên win 11 đi em, đá mượt vãi nồi. À cái phần thưởng xếp hạng là ý anh em là gà rán chưa trả Star Point đúng không? Hệ thống update nó có cái gì lỗi? Vì cái hệ thống trả thưởng xếp hạng ấy là hệ thống tự động nên là nếu như nó có lỗi thì gà rán cũng khó trách, vì mỗi tháng nó chỉ có trả một lần, anh em cứ tích cực đòi thôi, nào sai thằng ấy chịu đúng không? Ian Rush, trời ơi, sút kìa. Nóng ra không có ảnh hưởng không em? Ảnh hưởng hết em, nóng ổ cứng cũng ảnh hưởng. Không thì PC nó làm cái quạt này đi. Tái thật. Cứ mà đi hậu vệ vẫn đẩy vào gôn, đúng là sự ảo diệu của cụ ACBO ạ. Kim sứ Bale đá khổ vãi, phòng ngự khổ vãi anh em ạ. Nói cả tay. Hai con CB vừa bé, vừa chậm. Với engine của FIFA Live 4 thì cái việc mà giảm lương ở hai biên là điều hết sức bình thường. Lý do là trong tựa game này cái đóng góp của hai con hậu vệ biên là rất thấp, đóng góp của thủ môn cũng không nhiều, nên đó chính là ba vị trí mà người ta thường dùng để giảm lương đó. Lý do vì sao mà hậu vệ biên trong này người ta hay dùng còn lương thấp là vì có dùng con lương cao thì tác động của nó vào cái lối chơi nó cũng không nhiều, vì cái hệ thống chiến thuật của con game FIFA Live 4 này nó như vậy nên nó sinh ra như vậy đó. Thì tùy anh em thôi, anh em thích dùng hậu vệ lương cao thì cũng được, nhưng mà để cho tối ưu thì dùng lương thấp cộng cao, dùng lương thấp cộng cao và tập trung cái hầu bao của mình cho trục giữa. Sang FIFA 22 thì nó lại là câu chuyện khác. FIFA 22 thì hậu vệ biên là tối quan trọng. Hậu vệ biên cực kỳ quan trọng ở FIFA 22. Nhưng mà nó lại không quan trọng ở FIFA này. Cứ cao to cục súc. Ý rồi Hennessy ôm dính kìa, ôm dính quả sút của cụ cha kìa. Chà chà chà. Đây rồi, khều được quả hay thế nhỉ. Đây rồi, Ryan Giggs. Giggs. Ui xôi mẹ, Giggs tạt vào bóng khó thế. Đây rồi, Gareth Bale. Ian Rush, mẹ heo vào cày. Tạt, đánh đầu, heo vào. Edwin van der Sar. Ian Rush này, để sút tê ra ngoài, sút cháo tí xoáy là huyền thoại. Chỉ số ẩn của Ian Rush cũng đẹp đấy chứ, nhưng mà ông này chỉ số sút xoáy lại kém anh em ạ. Chúng tôi có Ian Rush, người có những pha ZD không xoáy. Ngạc nhiên chưa? Ôi, sệt men. Wow, ông này ông ấy xử lý quả Van der Sar tiến chưa? Dẻo đấy, chịu được. Hay đấy, ông này đá hay đấy.
Gareth Bale. Chỉnh thủ môn góc gần, mình xin. Dạo này anh em có vẻ bắt bài run môn góc gần hơi nhiều, cho nên mình lại sút góc xa. Gareth Bale lại có một bàn thắng quan trọng dành cho đội tuyển xứ Bale. Gareth Bale không được. Con bắn được xa này nó bá hết đấy. Bảy bách tu bách ấy. Bảy bách tu bách đánh đầu bá vãi thiệt, làm sao được em. Có đánh đầu mạnh chỉ số bật nhảy rất cao, thiệt phải đánh đầu. Ui ăn rắt, chỉ số đánh đầu của cụ thì rất cao nhưng mà chiều cao lại hạn chế. Nghe là hỏa trận này, hỏa trận này mới đau. Bao nhiêu cơ hội Ian Rapp ủi bắp cay nếu như được, vẫn như ngày đầu đá ông này. Ngày trước ấy, cái hồi mà còn đang game nó mới được 2 năm ấy, lúc đấy mẹ muốn làm một cái team Bà Lan, không làm nổi anh em, trong game nó không đủ 10 thằng, dã man. Sau đó thì nó mới ra cái mùa bố em, thì lúc đấy thì Bà Lan mới đủ một team đấy. Bây giờ thì những cái team kiểu như Ba Lan ở xứ Bêu các thứ thì nó cũng đủ rồi, nó cũng đủ team rồi. Đấy, nhưng mà nó vẫn không thể nào tối ưu lương được. Đội kiểu xa xôi hẻo lánh này thì nó chỉ được thế thôi. Yes! Arun FC! Chào Đạt nhé em nhé. Tạo giải cho anh em trên kênh tham gia với mình ơi. Có giải Aurus hay gì nữa. Đấy em thấy đấy, cũng cố gắng để kéo được cái giải về cho anh em trên cái page này. Giải Aurus, giải 50 triệu đấy gì nữa. Anh em đăng ký thì nhanh, nhưng mà đến cái lúc mà những cái ông mà không đăng ký kịp đấy, các thứ là chả thấy vào xem nữa. Anh em ủng hộ như thế, kiểu thế thì khó để bọn anh làm giải lắm. Bây giờ những cái đơn vị tài trợ người ta rất quan tâm đến việc là view rồi tương tác thế nào các thứ, nhưng mà đấy các ông đăng ký giải mà không được là các ông không thèm xem giải luôn, các ông dỗi kiểu thế thì chịu ấy. Mẹ này. Ngày mai, tối mai giải Aurus. Anh em vào anh em xem ủng hộ, comment nhiều lên giúp tôi. Tôi mà thấy hiệu ứng nó tốt, tôi lại đi khều giải về chứ. Đây bản thân tôi còn cảm thấy rất là kiểu mùi lòng không ạ, thì tôi chả thấy anh em tôi đâu cả, tôi còn cảm thấy tủi thân. Huống hồ là cái người ta bỏ tiền ra để tài trợ cho cái giải này, người ta mà không thấy anh em comment nhiệt tình, không thấy nọ thế kia, lần sau có còn giải mà làm nữa không. Đấy anh em cứ nghĩ xa cho tôi một chút, anh em thương tôi một chút đi. Mèn ơi, bây giờ anh em muốn có giải, anh em comment nhiệt tình vào tôi, anh em share cho tôi vài cái, hôm sau có giải chứ. Cái hôm mà mở đăng ký ủi xồm thế, đăng ký không kịp lại còn lên tận fanpage của tôi chửi, bảo là đờ mờ đăng ký sớm mà không được slot. Đấy sau đấy bỏ hẳn, chả thấy gì. Nào sút. Ui Gareth Bale gánh đội tuyển xứ Bêu cú sút kìa. Giải có yêu cầu gì không, có xem giải ở đâu không? Anh em cho tôi cái chậu tôi hứng nước mắt cái. Mẹ ơi, ông nào ship cho tôi cái chậu tôi hứng nước mắt cái xem nào. Trời ơi, em giải ở đâu lại đăng ký thế nào đấy, tôi nói có giải luôn. Trước khi làm giải với lại mấy ông cứ hỏi là làm giải đi, tôi bao giờ tôi cũng nói cái câu chuyện này. Bây giờ nó lặp lại y như vậy đấy, anh em thấy không? Em thấy không? Tôi không trách anh em đâu, tôi chỉ buồn thôi. Trời ơi, hứng nước mắt.
Nguyễn Hoan đã phang 15 sao vào mặt sếp. Là cảm ơn Sơn nha. Yêu sếp Bình thì sao ạ? Mặt cười. Úi giời, anh cảm ơn Hoan luôn nha. Giải đấu Outlook Championship 2022 được tổ chức ngay trên cái fanpage này của tôi. Đấy, có sự tham gia của các KOL trong Fanline 4 cũng tham gia PR tổ chức. À. Đấy, nhưng mà chiếu thì là chiếu trên fanpage của tôi. À. Giải thưởng là 50 triệu đồng. Ui, Ramsey mới là người đánh đầu thành công 2 lần, trong khi đó Iarat thì chẳng thấy đâu cả. Tỷ số là 3-1 cho xứ Bale. Cái này chết. Giải 50 triệu anh em còn thế này thì anh em bảo tôi tổ chức giải cho mấy anh em trên kênh. Tôi thì không có tiền nhiều đâu, một giải thì độ 200-300 nghìn thôi, thì không biết là anh em định thế nào. Ngày trước đấy tôi nói rồi, mỗi tuần tôi chỉ tổ chức cho anh em một giải, giải fan cứng. Mỗi tuần một giải, tổ chức liên tục, nhưng mà view giảm, tương tác giảm, anh em không mặn mà. Cho nên là tôi cũng nản, tôi cũng chán, nói thật đấy, tôi cũng chán. Đợt này đội Argentina nó mạnh lên, nhìn si đá sướng thật. Ian Rapp 4-1. Giải 50 củ mà kín tiếng quá đâu có đâu. Post bài ra giả dinh dích chứ như. Hey. Hai con CB của đội này nó phế thật cơ ông ạ. Mẹ. Cảnh chấp không nổi luôn. CB yếu quá. Đấy, những cái con mà CB nó bé này thì nó phải nhanh. Những con này nó cũng không nhanh. À, bộ đôi trung vệ này. Canter tốc độ thì cũng được. Canter thì hơi chậm. Hai ông trung vệ này. Nhìn nó phèn vãi đái. Cao 1m80 nặng 71kg thể hình nhỏ. Ông bên này cao 1m81 nặng 79kg thể hình nhỏ. Một ông thì còn có tí tốc độ. Ông còn lại thì chạy như con rùa bò. Cái ông mà có tốc độ thì lại yếu. Sức mạnh 101 một hỏi. Ờ, anh em không biết là năm nay làm cái series Benzemon ứng nghiệm vãi. Làm series Benzemon phát Benzema đã hay ngay, canh của ông vàng ngay. Watford không trọng dụng Benzemon xuống hạ ngay. À, chuẩn vãi. Anh em biết cái series Benzemon, cái thằng tiền đạo mà thầy Ranieri bắt tôi đá cùng nó là cái thằng nào anh em còn nhớ không? Thầy Ranieri bóp tôi buộc lòng phải ra đi. Sau đó thì Watford đã xuống hạ. Còn nhớ không? Năm nay ban đầu là Benzema là khởi nghiệp với đội bóng Lotwick. Sau đó thì đồng đội quá ngu nên là chuyển sang Watford. Watford thì mới nhận ra một điều là đồng đội ngu hơn. Nên là đấy, anh em số phận hai cái đội bóng đấy nó như thế nào đấy. Series tiền chi. Varane trong game này bút quá đà thật. Varane xa ra mốt phát hiện ngay nguyên hình. Real không có Varane, không mắc sai lầm trong phòng ngự. Họ phòng ngự với Alaba và Militao, không mắc lỗi nào cả. Cái ngày mà Real có Varane cậu chốc vãi đái. Varane là một cầu thủ cần phải xem lại. Em hắn có đúng thật là world class không? Trong game thì búp dã man. Bale, yes, Gareth Bale. Tuyệt chơi, tuyệt chơi. Bale. Red Dead thì thôi rồi Lượm ơi. Ryan Giggs, tóc trẻ trâu. Tiến gõ nhá. Úi giời ơi, ăn đòn rồi. Cả
cái tuyến giữa bị thằng Ulit nó lùa cho như vịt. Ô sư. Ngôi sao Gareth Wayne đánh đội tuyển xứ Bèo. Wow, hay quá, hay quá. Hay quá, hay quá. Nhảy lên như một con tôm. Và ràng đá cùng với Gareth Bale thì điện thoại Ian Rush chỉ là DMRR. Ui dồi ôi, Ian Rush không em đây rồi. Hẹn thử Bale đá kinh thật đấy. Đấy thật. Bale chạy nhanh chút tín. À, đội bạn mà chỉ thủ môn là tôi bóng không gần, bởi vì nó quá nhanh, hậu vệ nó không thể nào nó áp sát được quả này. Trời ơi, tiếp quả bóng kìa, mà cứt thật. Bale gánh hết, Bale ôm bóng về cái gì đã. Ủa hôm nay chuyện đúng là review xứ Wales chuẩn ngoài đời này. Ôi anh quả bóng bẩn này, này liếm bóng thế. Thôi xong. Bình tĩnh đấy. Vừa béo rút. Trời ơi. Bình tĩnh. Tốt. Đẹp. Yes. Rap. Mẹ ăn quả chọc khe luôn, hát xì ăn quả chọc khe luôn. Ông này nhanh vãi. Mình hát xì quá, mình hậu choạch choạc quá là ăn quả chọc khe này. Ơ, mình xin. Yes. Vẫn cứ là Bale thôi. Giá trị của Ian Rush chính là hút hậu vệ. Trong tình huống vừa rồi Ian Rush đứng tận bên ngoài vòng cấm địa. 5 minutes later. Ian Rush dứt điểm. Củ tỏi chạm được đầu ngón tay và không gỡ được. Tuyệt vời. Sai. Tuyệt vời. Ui, Ramsey, tí có siêu phẩm. Nguyễn Quang Triều đã phang 30 sao vào mặt ui. Đây rồi mãi mới mua được một ít sao, thẻ em bị khóa rồi. Ờ, ok, Triệu ơi. Yêu em. Nghe Ian Rush đánh vào đầu kìa. Vãi. Nào, chúng ta tổng kết được team xứ Bale chưa? Team này đá vui anh em ạ, nhưng mà vẫn phải phụ thuộc vào Gareth Bale. Trận đấu vừa rồi cũng thế, Gareth Bale là cầu thủ đã gánh tờ rim đá đủ. Game nó xác định con Ryan Giggs là con cùi nhất cơ. Cả team cho mượn 4 ngày, riêng Ryan Giggs cho mượn 6 ngày. Có sự phân biệt đối xử nhỉ? Có sự phân biệt rõ ràng. Đây, Gareth Bale hàng xịn cho mượn 4 ngày, Ryan Giggs cho mượn hàng 6 ngày. Biết là thằng này đéo làm được cái trò trống gì đâu, cho mượn nhiều nhiều tí. Tôi đoán thế, đấy là ý đồ cả sáng tôi tạm dịch như vậy. Nhục. Con Gunter này thì phải mua. Đá cũng khá ngu. Thì team này là team đá rất nhiều cái hạn chế. Cặp CB lắm. Không có tiền vệ phòng ngự. Thế nhưng mà hàng tấn công đá khá sướng, tốc độ cao. À, Ian Rush thì không sướng anh em. Ian Rush thì không sướng. Nhưng mà có Gareth Bale gánh hết. Hợp lý, đi ngoài đường. Tôi thích. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.